Xin chào quý anh chị và các bạn ạ, em Nguyên đây. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị một cái khu townhouse ở vùng Anaheim, Tây Phật nha. Cái khu townhouse này là mới vừa xây năm trước thôi, thì năm nay nó mở bán và nó cũng tương đối là hot, tại vì nó mới vừa đăng mở bán thôi. Thì bây giờ nó chỉ còn có 6 căn trong cái khu community này thôi. Thì có gì em sẽ quay và em giới thiệu cho quý anh chị và các bạn cái những cái căn nhà ở trong cái khu này. Thì cái location của cái khu này á, nó cách khoảng từ 15 đến 20 phút ra cái khu phố Phú Bảo Thọ của người Việt Nam mình, thì nó cũng là tương đối là gần á. Thì có những căn nhà ở đây nó cũng tương đối là rẻ, giống như cái căn Fan One của nó 1084 square feet, hai phòng ngủ, hai phòng rưỡi tắm, mà cái giá khởi điểm của nó chỉ có 675.200 thôi. Và nó còn cái căn Fan Two 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 1.339 square feet, giá 755.000. Và nó còn căn Fan Four 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 2.001 square feet, 816.000. Đó là ba cái Fan mà người ta còn sót lại trong cái khu này. Và tiền SOA trong cái khu này là 375 đồng một tháng. Mà sau khi nó xây xong hết tất cả mọi thứ thì theo người sale người ta nói cho em biết thì nó giảm xuống còn 340 đồng một tháng. Thì bây giờ để em quay và em giới thiệu từng căn Fan 1, Fan 2 và Fan 4 cho anh chị và các bạn cùng xem nha. Đây là Fan 1 nè anh chị. Thì căn nhà này nó có 2 tầng. Fan 1 này như em đã nói thì nó 1084 square feet, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, giá khởi điểm là 675.200 nha anh chị. Đó, mình bước vô căn nhà cái đầu tiên là mình thấy cái cầu thang. Tại nhà này nhỏ nên người ta để tất cả mọi thứ ở trên tầng 1 và tầng 2. Bên đây là cửa gara mà nó khóa rồi, nó không cho em ra nên thôi. Rồi, anh chị em mình cùng nhau bước lên tầng 1 nha. Đó, bây giờ mình cùng nhau bước lên tầng 1. Đó, bước lên một cái mình sẽ thấy cái bàn ăn, một cái living room và một cái kitchen. Nhìn hết sức là thoáng, nhiều cửa sổ thoáng và hết sức là hiện đại. Anh chị thấy không, nhà mới nó rất là ít cái tường. Nhà cũ thích xây nhiều tường, chứ nhà mới ở nào cũng càng ít tường càng tốt. Nhìn cho nó thoáng, mát, căn nhà. Đó, đây là cái Ison. Trong cái Ison này, ở trên đây có cái sink như cái máy rửa chén ở đây không chị? Em rất là thích cái sink mà nó nằm ở giữa như thế này nè chị. Tại nó dễ, mình ăn uống gì mình cũng, nó dễ clean up. Nói chung là cái sink này nó rất là dễ clean up. Em không thích cái sink mà nó nằm ở trong hốc đó, thì nó khó, rất là khó clean up. Khi mà mình rửa chén, mình văn nước hay văn xà bông lên rất là khó clean up. Còn đây cái patio. Đó, cái patio này mà chiều anh chị ra, anh chị ngồi đọc sách hay uống trà gì cũng rất là tuyệt vời. Đó, đây cái góc nhìn từ bên ngoài. Thì mỗi căn nó có một cái view khác nhau chị. Cái đây là cái căn nhà mẫu thì cái view nó hướng ra ngoài đường. Nhưng mà mai mốt anh chị mua thì anh chị sẽ mua căn nhà nằm sâu bên trong hơn, thì nó ít bị nghe, ít nó không bị hướng ra ngoài đường. Đó, đây cái phòng khách. Đó, đây kia phòng ăn. Rồi, mình lên tầng 2 nha. Thì ở đây cũng có nửa cái nhà tắm ở đây nè. Cái cửa đó dẫn vô nửa cái nhà tắm đó, nhưng mà nó không cho em vô. Thì đó, cửa đó dẫn tới nửa cái nhà tắm. Rồi, bây giờ mình cùng nhau lên tầng 2 nha. Tầng 2 này thì sẽ có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên đó. Trong đó có một cái master bedroom. Cái cửa mà trắng trắng đó là cửa cái phòng giặt sấy anh chị. Ở trên tầng 2, chồng giặt sấy trên tầng 2 đó anh chị. Đó, bây giờ mình vô phòng tắm đầu tiên. Phòng ngủ chứ, đây là phòng ngủ đầu tiên, đây là phòng tắm. Phòng tắm này thì nó xài bathtub. Đó. Single sink. Một trong những cái mà em tương đối em không thích ở cái khu nhà mới này, em thấy nó xài đồ cũng khá là basic, không có gì gọi là nó nổi bật lên hết. Xài đồ cũng bình thường thôi anh chị.
Đây là phòng ngủ đầu tiên, standard size. Đó, nhìn hết sức gọn gàng. Nhà mới nên thơm, cái gì nhìn cũng thấy mới hết. Đó, nếu anh chị và một gia đình có hai vợ chồng và một người con thì cái phòng đó có thể cho người con cũng được. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Đây là cái, cũng là cái master bedroom này anh chị, có rất là nhiều cửa sổ, em rất thích. Đó, đây là cái master bedroom. Cái master bedroom này em thấy cũng không có lớn lắm, cũng vừa size cũng vừa đủ thôi. Rồi, còn đây cái phòng tắm thứ hai có double sink, có standing shower này anh chị. Đó, double sink, standing shower. Đó. Còn bên trong kia đó là cái tủ closet. Cái walk-in closet. Thì em đã giới thiệu cho anh chị xong cái căn đầu tiên rồi. Bây giờ mình cùng nhau mình chuẩn bị mình qua căn thứ hai nha. Đây là căn pantry nè anh chị. Thì bề ngoài căn pantry nó cũng giống căn penthouse thôi. Đó, bây giờ mình bước vô bên trong căn nhà coi nha. Thì căn pantry này nó rộng hơn căn penthouse một chút. Nó rộng tới 1.339 square feet được anh chị. Thì bước vô đầu tiên cũng giống như căn penthouse này, mình thấy cái cầu thang để đi lên lầu 1. Còn bên tay phải của mình á, thì cái garage, nhìn cái garage này hết sức kỳ này, nó cho em coi cái garage thì nhìn cũng sạch sẽ. Garage này đậu được hai xe nha anh chị. Đó, garage hai xe. Rồi, bây giờ mình cùng nhau lên lầu 1 nha. Căn nhà thì có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa nha anh chị. Rồi, bây giờ mình lên lầu 1 coi mình coi có cái gì nha. Đầu tiên là cũng giống y chang như căn bên quanh là mình sẽ thấy cái kitchen. Nó sẽ có cái kitchen, cái living room với cái dining room ở đây luôn. Thì cái style của cái builder này nó muốn xây giống vậy. Thì kitchen, living room với dining room đều ở chung một chỗ hết. Thì cái kitchen, cái island này cũng nhìn nó đẹp hơn căn bên quanh một chút. Đó. Thì nó căn bên chu này thì nó em thấy về tổng quan thì nó rộng hơn căn bên quanh của cái khu area này, tại vì căn này nó tới 1.339 square feet được anh chị. Đó, đây là cái living room, có cái cửa sổ. Em thích nhà mới à, tại được cái nó design thiết kế rất là hiện đại. Đó, còn đây cái island. Tủ tiết gì? Đó. Thì em thấy mấy cái tủ này cũng là xài gọi standard thôi anh chị. Em thì em không thích mấy cái tủ này, nó basic quá thì em không thích. Nói chung là cũng ok chứ không phải à. Nhưng mà em thì em thích upgrade lên cái dạng tủ mà nó nhìn nó xịn hơn chút. Đó, để cái dining room. Có cái chỗ closet ở chỗ đó luôn. Đó, dining room. Ở đây cũng có cái pantry này ở tầng 1 cũng có cái patio. Cũng rất là rộng rãi. Đó, đây cái patio. Đó, cái này cái tủ đựng đồ. Rồi, bây giờ mình cùng nhau mình lên tầng 2 nha. Đó, ở giữa tầng 1, tầng 2 thì có nửa cái nhà tắm. Ở đây có cái sink với cái toilet này anh chị. Đó. Cái chỗ này giống như chỉ dùng cho khách thôi, chứ không có chỗ tắm rửa ở trong đây. Đó. Nhìn rất là sạch sẽ. Nhà mới rồi, cái vô cái thơm cái mùi nhà mới à. Đó, bây giờ mình cùng nhau mình lên tầng 2 mình coi nha. Đó, bây giờ tầng 2. Tầng 2 này thì có 3 phòng tắm, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên đây. Thì đây là phòng ngủ đầu tiên. Thì cái phòng ngủ này chắc là phòng ngủ nhỏ nhất. Nên cái chỗ này người ta decorate thành cái office room. Thì nó cũng vừa hả chị, standard size.
Giống như nếu anh chị có đứa con thì mình để con ở trong phòng này, làm này phòng kids room cũng được anh chị. Em thích cái màu sơn này ghê, nó nhìn nó hai ba màu vậy mà nhìn nó hợp mắt. Còn mình mà không có mắt thiết kế, mình sơn hai ba màu lên nhìn nhà nó rối mắt luôn anh chị. Đó, còn đây là cái chỗ nhà tắm đầu tiên. Cái nhà tắm này dùng cho hai phòng ngủ. Đó, nhà tắm. Đồ đạc cho cái builder này dùng thì thấy cũng bình thường. Nhưng mà nếu hầu như là nếu anh chị muốn upgrade đồ xịn hơn á, thì mình phải trả thêm tiền chút xíu anh chị. Thường như theo em biết là gì. Nếu anh chị muốn upgrade đồ mà tốt hơn, xịn hơn, đẹp hơn thì anh chị phải trả thêm tiền cho builder. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai. Cũng rất là gọn, sạch. Nhìn nó trang trí thấy nhìn là vô là muốn mua liền à. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai. Còn bây giờ cái cuối cùng là mình sẽ qua cái master bedroom. Đó, đây là cái master bedroom. Nó bự hơn phòng ngủ kia chút xíu. Đây cái master bedroom của cái Venture này. Em đây có một cái walk-in closet. Nó khác với bên quanh là cái walk-in closet nó nằm ở trong cái bathroom, ở đây là nó nằm ở ngoài cái phòng ngủ mình. Đó là cái một trong những cái khác với bên quanh. Rồi, đây là cái phòng tắm. Double sink. Rồi, này dành cho một cặp vợ chồng. Standing shower, cái chỗ toilet với standing shower nó để chung với nhau. Đó, thì đây là căn Ventu. Thì căn Ventu này nó mắc hơn căn Ventu này, nó là 735 ngàn. Nó rộng hơn căn Venture 300 square feet anh chị. Thì nếu anh chị thích thì anh chị có thể liên lạc em để coi những căn Venture Ventu như thế này. Rồi, bây giờ mình cùng qua căn Venfor nha, tại căn Ventree nó bán hết rồi nên em không có quay cho anh chị xem, mình qua coi căn Venfor nha. Rồi bây giờ mình coi căn Venfor nha, bên ngoài thì nó cũng giống hai căn kia thôi, bên quanh bên chu, nhưng mà căn này thì nó rộng tới 2.001 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, và giá rao bán của căn Venfor này là 816.000. Rồi bây giờ mình vô coi căn Venfor nó khác gì hai căn kia nha. Đó, bước vô thấy khác liền. Căn Venfor này bước vô cũng khác cầu thang, nhưng mà kế bên cầu thang á thì nó có một cái phòng ngủ, một phòng tắm ở dưới đây luôn, và cái garage cũng ở dưới đây luôn. Đây là cái phòng ngủ của đầu tiên của căn Venfor này, tại nó tới 4 phòng ngủ của anh chị. Thì cái phòng này anh chị về anh chị có thể làm phòng khách, còn nếu anh chị muốn tiết kiệm á thì anh chị có thể thuê cho người ta thuê cái tầng đầu tiên này luôn. Đó, cho người ta thuê cái tầng đầu tiên này luôn thì giá thuê chả chừng 800 tới 1.000. Đó, đây cái closet của cái, đó closet của cái tầng đầu tiên dành cho cái phòng ngủ đó chị anh chị. Đó, đây là phòng tắm ở cái tầng trệt, có đầy đủ sink rồi, có chỗ tắm đàng hoàng luôn. Một là mình có thể dành làm phòng khách, phòng để cho khách tới người ta ngủ. Còn hai á, mình có thể cho thuê. Cái căn này thì từ 800 tới 1.000 dành cho những người họ muốn đi thuê phòng hết anh chị. Thì người ta vô người ta cũng thuê những căn nhà như thế này. Thì mình cũng không ảnh hưởng tới người ta, mình về mình đi thẳng cái nào mình ở trên nào thôi. Còn người ta ở tầng trệt, mình không có đụng chạm tới người ta hết. Rồi, bây giờ mình cùng nhau bên tầng 1 nha. Cái bên trước for này em thấy nó xài thảm mấy cái cầu thang thì em không thích lắm. Thì hầu như nếu mai mốt về anh chị muốn thì anh chị có thể request nó không xài thảm cũng được. Đó, nhà này thì em thấy là nó xài thảm. Người Việt Nam mình thì như em đã nói bao nhiêu lần là người Việt Nam mình không thích thảm. Đó, cái phòng khách và cái đó, nhà bếp. Phòng khách, nhà bếp bự hơn nhiều cái căn quanh 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 chu nha anh chị. Và nó có cái phòng đó, đây là bàn ăn,
nhìn rất là mới. Cái Aisin này em thấy nó cũng bự hơn cái căn ven, cái Aisin ở bên quanh và Ventu nha anh chị. Đó, đây là bàn ăn. Đó, nhìn rất là rộng, bự hơn căn ven quanh Ventu nhiều. Bự hơn căn Ventu tới 700 square feet rồi mà. Nhà này thì phù hợp ở hai gia đình, nếu mà anh chị có định ý định thì có ở thêm 7-8 người gì cũng không thành vấn đề. À, này ốp đàm tự phòng giặt sấy, nhưng phải phòng giặt sấy. Đây là cái chỗ nhà nửa cái nhà tắm đó, đây là nửa cái nhà tắm. Tại vì cái builder này thì nó build những cái design cũng giống nhau thôi. Tầng 1 thì lúc nào cũng có dining room, có living room, có nhà bếp và nửa cái nhà tắm ở đó. Giờ cũng có cái patio ra ngoài. Đó, patio ra ngoài. Đó, em cố gắng mở mà mở không được. Nó không cho mở. Đó, nhìn rất là mới. Rồi, bây giờ mình cùng nhau mình lên tầng 2 coi nha. Một trong những cái mình thích là cái plan floor này, nó xài thảm. Vì lý do là thảm nó dễ dơ, khó clean up. Rồi, bước lên cái căn plan floor này, bước lên nó không phải vô phòng liền mà nó cũng có khoảng không gian. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ đầu tiên nó nằm ở tầng trệt, đây là phòng ngủ thứ hai. Không, cái này là cái master bedroom luôn anh chị, tại vì nó có cái phòng tắm ở đây nữa. Đó thì đó, có cái phòng tắm ở đây luôn. Đó, đây cái master bedroom của căn nhà này, có double sink, rồi có cái bồn tắm đứng. Đó, double sink. Rồi đây là cái chỗ toilet. Thì cái thiết kế này hay lắm anh chị, em rất là thích cái toilet mà nó nằm riêng một cái gì. Tại vì người này dùng toilet thì đóng cửa ở nhìn rất là sang. Còn đây là cái walk-in closet, bự hơn cái walk-in closet của hai căn kia nhiều. Đó, đó cái walk-in closet. Đó, đây là cái toilet của nhà này. Đó, đó cái master bedroom. Thì cái master bedroom này bự đó, thêm thấy là bự đó, bự hơn cả căn kia. Rồi cái cửa này, cửa cái máy giặt sấy á chị anh chị. Đó, một đây là phòng giặt sấy, nó để lên tầng 3 hết. Thì nó để ba cái phòng ngủ ở trên tầng này hết, giặt sấy thì anh chị có thể ra, anh chị khỏi cần đi xuống nào. Nhiều nhà nó để cái phải giặt sấy dưới gara, giống như mình ở tầng 3 xong tự nhiên mình phải xuống gara mình giặt sấy thì nó bất tiện quá. Thì cái phòng giặt sấy này nằm trên tầng 3 luôn thì nó rất là thuận tiện. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng này cũng nhỏ thôi, standard size. Đó, phòng đây là phòng ngủ thứ ba. Đó, đó, giờ cái view của cái phòng này nè. Đó, đây là những căn nhà quanh khu này nè. Nó bán cũng gần hết rồi anh chị. Nguyên cái khu này chỉ còn có 6 căn mà thôi. Rồi, mình sẽ quay qua cái nhà tắm thứ ba của căn nhà này. Đó, single sink, có cái bathtub ở đây, có cái toilet. Nhìn rất là standard thôi, không có gì để nói nhiều về những cái này. Đó, còn đây là phòng ngủ thứ tư. Đó, thì coi như em đã quay và giới thiệu cho anh chị xong ba cái căn, ba cái plan 1, plan 2 và plan 4 trong cái khu townhouse này rồi. Nó cũng có plan 3, plan 5 nữa anh chị, nhưng mà người ta bán hết rồi thì em bán hết rồi, em không quay giới thiệu cho anh chị.
cái bên ngoài của khu community này, chị Townhouse Community này, nhìn rất là mới, nhìn rất là đó. Thì mai mốt nó xây xong thì nó sẽ xây thêm cây cảnh cho anh chị. Thì khu Townhouse này nó cách cái khu người Việt Nam bonsai này khoảng 15-20 phút. Thì nếu anh chị thích căn nhà, những cái khu căn nhà mới như thế, những khu Townhouse như thế này, thì anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại 714-655-9715, 714-655-9715. Em là Tony Nguyễn, Real Estate Agent của vùng Southern Cape Phật Nha này. Thì em có thể, ngoài cái những căn này ra, thì em có thể giúp anh chị mua bán những căn khác. Nếu anh chị không thích những căn nhà mới như thế này, em có thể giúp chị tìm kiếm những căn nhà khác phù hợp với anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video của em.